Rượu Ba kích thật sự có tác dụng cường dương như lời đồn dược liệu hòa bình. Vừa qua, một trường hợp người đàn ông uống rượu Ba kích phải nhập viện cầu cứu bác sĩ vì tình trạng cương dương suốt 30 giờ. Trong khi đó, nhiều người vẫn luôn truyền tai nhau và tin rằng rượu được ngâm từ loại cây này mang đến những tác dụng thần kỳ cho sức khỏe nam giới, thực hư thế nào? Rượu Ba kích là gì? Đây là loại rượu được ngâm từ vị thuốc Ba kích Tác dụng nổi tiếng của rượu ba kích cây ba kích ngâm rượu là bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực phái mạnh. Cây ba kích cũng thường được sử dụng trong nhiều bài thuốc khác nhau tùy theo mục đích sử dụng và điều trị. Tuy nhiên tai nạn uống rượu ba kích nhập viện như người đàn ông trên cũng không hiếm. Cây ba kích là gì? Ba kích có tên khoa học là Morinda officinalis còn có tên gọi khác là ba kích thiên, nhau thuốc, ruột gà diệp liễu thảo, đan điền âm vũ, chẩu phóng xỉ. Ba kích là loại cây thuộc chi nhau, họ cà phê. Cây ba kích thường phân bố ở ven rừng các vùng Trung Du và đồi núi thấp phía Bắc, nhất là các tỉnh như Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Hà Giang, Hà Nội. Ba kích có hai loại với những đặc điểm khác nhau. Ba kích trắng, loại này chiếm khoảng 80-90% đến 90 trong tự nhiên. Đặc điểm nhận dạng là vỏ vàng nhạt, phần thịt màu trắng và khi ngâm rượu thuốc sẽ có màu tím nhạt. Ba kích tím, loại này hiếm hơn, chỉ chiếm từ 10 đến 20% trong tự nhiên. Vỏ màu vàng sậm, phần thịt bên trong màu tím sẫm nên khi ngâm rượu sẽ cho ra màu tím đậm. Tác dụng của cây ba kích. Ba kích có tác dụng gì? Từ lâu, cây ba kích đã được sử dụng rộng rãi trong Đông y nhiều tác dụng của ba kích được chứng minh như cải thiện chức năng thận trị chứng kinh nguyệt không đều trị bệnh tiểu đường trị viêm da viêm khớp giúp xương chắc khỏe hơn cải thiện thoát vị cải thiện chứng đau lưng ba kích cũng được cho là có tác dụng tích cực với bệnh trầm cảm vì tăng tác dụng của serotonin một chất hóa học được mệnh danh là hóc môn hạnh phúc trong não ba kích có thể giảm viêm và có tác dụng điều chỉnh các hóc môn trong cơ thể uống rượu ba kích có tác dụng cường dương không rượu ba kích có tác dụng gì trong dược học cổ truyền nguyên liệu ba kích được xếp vào nhóm thuốc bổ dương có vị cay ngọt tính ấm có công năng chủ trị bổ thận dương mạnh gân cốt thận dương suy nhược dẫn đến di tinh liệt dương xuất tinh sớm do đó nhiều người truyền tai nhau về tác dụng rượu ba kích trong việc tăng cường bản lĩnh đàn ông. Tuy nhiên, ba kích có thể phản tác dụng nếu người dùng không biết cách ngâm rượu ba kích đúng. Sai lầm phổ biến nhất khi ngâm rượu từ cây ba kích là ngâm cả lõi độc. Bên cạnh đó, người dùng thường mua nhầm phải rượu ba kích trôi nổi. Thậm chí, rượu ba kích không rõ nguồn gốc có thể bị bỏ thêm các loại thuốc kích dục. Điều này khiến người dùng lâm vào những tình cảnh giờ khóc giờ cười. Đặc biệt, ba kích chỉ là vị thuốc bổ trợ. Rượu ba kích không có tác dụng điều trị hoàn toàn và triệt để các vấn đề về cường dương. Nếu muốn dùng ba kích để cường dương phải được bốc kèm với một số vị như dâm dương hoắc, đỗ trọng. Cây ba kích được cho là có chức năng bổ thận, tăng cường chức năng miễn dịch trong điều trị liệt dương. Ngoài ra, Dễ cây ba kích còn hỗ trợ điều trị loãng xương, các bệnh viêm như viêm khớp dạng thấp và viêm da. Nhiều người cho rằng tác dụng rượu ba kích tương đương với lợi ích của chính vị thuốc này. Tuy nhiên, ba kích chỉ là vị thuốc bổ trợ, không thể điều trị hay tăng cường sinh lực triệt để. Đối tượng nào không được dùng ba kích? Mặc dù ba kích có nhiều công dụng đối với sức khỏe, tuy nhiên, đây không phải là loại dược liệu có thể dùng cho mọi đối tượng. Theo đó, rượu ba kích không phù hợp với những người mắc bệnh khó xuất tinh hay tinh trùng yếu, người có tiền sử bệnh tim mạch. Ngoài ra, tác dụng rượu ba kích sẽ phản tác dụng với người bị sơ gan, viêm thận mạn, người bị bệnh về đường tiêu hóa và bệnh về mắt, người già. Hơn nữa, tác hại của rượu ba kích có thể ảnh hưởng đến một số tình trạng bệnh sau. Những đối tượng khác không nên dùng rượu ba kích gồm Người có bệnh lý huyết áp thấp, vì ba kích là vị thuốc có tác dụng hạ huyết áp, nên nếu tự ý dùng và dùng vô tội vạ thì có thể gây tai biến do tụt huyết áp đột ngột. Trẻ em, phụ nữ có thai, người cho con bú. Người bị tiểu buốt, khó tiểu. Những người chuẩn bị phẫu thuật. Những lưu ý khác khi dùng ba kích ngâm rượu. Rượu ba kích tráng dương chỉ an toàn và phát huy hiệu quả khi được ngâm phối với các vị thuốc khác. Việc phối thuốc tùy thuộc vào kinh nghiệm của mỗi thầy thuốc, tuổi tác và sức khỏe của người dùng. Tuyệt đối không nên tự ý dùng hay dùng quá liều. Sau đây là những điều lưu ý khi bạn tự dùng ba kích ngâm rượu. Để đảm bảo an toàn sức khỏe thì khi dùng ba kích cần chú ý những điều sau. Không ngâm rượu ba kích khi nguyên liệu còn tươi. Ba kích phải được bỏ vỏ, bỏ lõi nhất là phần lõi vì đây là phần có thể gây nhức mỏi và ngộ độc cho người sử dụng. Rượu ba kích được xem là con dao hai lưỡi. Nếu muốn tận dụng tác dụng của loại rượu này để cường dương hay bồi bổ sức khỏe, bạn cần có được sự hướng dẫn chi tiết của thầy thuốc hoặc bác sĩ y học cổ truyền. Cảm ơn bạn đã xem video này. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi và theo dõi những video hay về những cây dược liệu quý.